khi bón ure cho cây trồng, hiện tượng mất phân đạm ở bề mặt xảy ra. Đạm trong ure phân hủy nhanh biến thành amoniac, quay hơi mất đạm. Cây trồng chỉ hấp thu được 40-50% lượng đạm bón vào. Nông dân phải tốn rất nhiều tiền để mua phân bón. Với đạm vàng đầu trâu 46A+, nhờ có hoạt chất agroten bao bọc ure, ức chế sự mất đạm do quay hơi, nông dân tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm, năng suất cây trồng vẫn cao hơn. Đạm vàng đầu trâu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Xin chào quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tường thuật các trận đấu bóng đá tại giải bóng đá U11 trên cúp VRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016. Trận đấu mà quý vị và các bạn đang chuẩn bị được theo dõi đó là trận đấu giữa hai đội Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Như vậy là đội Cam Lộ trong sắc phục áo xanh da trời bảo vệ khung thành bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn, và đội thị xã Quảng Trị trong sắc phục xanh lơ bảo vệ khung thành bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn. Như vậy là vừa rồi quả giao bóng phải thực hiện lại do chưa có hiệu lệnh coi của trọng tài. Trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài thứ nhất là ông Trần Thanh Hiệp, trọng tài thứ hai là ông Lê Chí Bình, trọng tài thứ ba là ông Phan Anh Tuấn và thư ký, và trọng tài bấm giờ là ông Hoàng Hồng Quân, giám sát trận đấu là ông Lê Đỗ Như Hoài và giám sát trọng tài là ông Trịnh Khải Hoàn. Đây là trận đấu thứ 6 trong khuôn khổ giải bóng đá U11 cúp VRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016 và là trận đấu thứ 2 ở bảng A. Như vậy là ở mùa giải năm nay có tất cả 9 đội bóng về tham dự giải, và ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia thành hai bảng đấu gồm có các đội như sau. Ở bảng A với sự góp mặt của 4 đội bóng đó là Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Ở bảng B gồm có 5 đội bóng đó là Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong và Hải Lăng. Không được, như vậy là vừa rồi một cầu thủ của Cam Lộ, cầu thủ mặc áo số 10 của Cam Lộ đã không kết thúc mà lại chuyền bóng cho đồng đội. Cầu thủ mang áo số 10 vô rồi đó là Hồ Tuấn Bảo. Vẫn là các cầu thủ Cam Lộ rất hay. Rất tiếc là Tuấn Bảo vừa rồi là bị trượt ngã trong pha bóng vừa rồi. Như vậy là 9 đội bóng được chia thành hai bảng. Bảng A gồm có 4 đội và bảng B 5 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì của bảng vào thi đấu các trận bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch trong trận chung kết, và hai đội thua sẽ nhận giải đồng hạng ba. Bây giờ thì các cầu thủ Cam Lộ lại tổ chức tấn công. Vẫn là các cầu thủ Cam Lộ. Không được, như vậy là vừa rồi cú sút của cầu thủ mang áo số 5 bên phía đội Cam Lộ là Trần Đình Hưng đã không chính xác. Để quý vị và các bạn chúng ta tiền theo dõi trận đấu, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình ra sân của hai đội như sau. Bên phía đội Cam Lộ, thủ môn là cầu thủ mang áo số 1 Phạm Văn Nhiệm, các cầu thủ Hồ Tuấn Bảo mang áo số 10, Đinh Nhật Nam mang áo số 12, Trần Minh Vũ mang áo số 11 đội trưởng, và cầu thủ số 5 là Trần Đình Hưng mang áo số 5. Huấn luyện viên trưởng của đội Cam Lộ đó là ông Nguyễn Nam. Về phía đội thị xã Quảng Trị, thủ môn là Hoàng Tấn Huy mang áo số 1, các cầu thủ Đoàn Bảo Huy mang áo số 5, Hoàng Minh mang áo số 9, Nguyễn Văn Ánh Sáng mang áo số 12 và cầu thủ số 10 Nguyễn Thiên Đức. Huấn luyện viên trưởng của đội thị xã Quảng Trị là ông Nguyễn Quang Nam. Vừa rồi là một pha đánh đầu ngược về phía sau của cầu thủ mang áo số 11 Trần Minh Vũ đội trưởng bên phía Cam Lộ, nhưng rất tiếc là bóng lại đi không chính xác. Bây giờ thì thủ môn của đội thị xã Quảng Trị sẽ phát bóng lên. Như vậy là trọng tài vừa nhắc nhở thủ môn sẽ phải đưa bóng vào cuộc bằng tay. Trong luật bóng đá 5 người thì khi quả bóng đi hết đường biên ngang, thủ môn sẽ chỉ được một quyền để đưa bóng vào cuộc, đó là bằng tay.
Còn khi thủ môn đã bắt gọn bóng ở trong trận đấu thì thủ môn được hai quyền, đó là có thể phạt bóng bằng tay hoặc là dùng chân để phạt bóng lên cho các đồng đội của mình. Mặc dù là thời tiết hôm nay chúng ta nhận thấy là chưa rét lắm, nhưng mà cầu thủ mang áo số 9 của đội thị xã Quảng Trị, người vừa bỏ bóng để cho đồng đội đá biên, vẫn rất điều đà. Anh mang một đôi găng tay để thể hiện là đất trời Quảng Trị đang trong cái rét căm căm. Đây là một phong cách chơi bóng của các cầu thủ nước ngoài ở những nước mà có khí hậu ấm dưới 0 độ thì các cầu thủ phải mang găng tay để giữ ấm trong quá trình thi đấu. Cầu thủ mang áo số 9 bên đội thị xã Quảng Trị đó là cầu thủ Hoàng Minh. Như vậy là vừa rồi Hoàng Minh đã không theo kịp bóng sau đường chuyền của đồng đội. Bây giờ thì cầu thủ mang áo số 12 của Cam Lộ đó là Đinh Nhật Nam vừa thực hiện quả đá bóng biên. Chuyền bóng cho cầu thủ mang áo số 11 Minh Vũ, nhưng rất tiếc là đường chuyền vừa rồi đi hơi cao so với Minh Vũ. Vừa rồi là một đường chuyền không cho ai, không có cầu thủ nào theo kịp đường bóng vừa rồi. Hai cầu thủ số 9 đang tranh chấp với nhau. Và bây giờ thì cầu thủ số 12 của thị xã Quảng Trị đang cầm bóng, Nguyễn Văn Ánh Sáng. Nhưng rất tiếc là bóng lại thuộc về các cầu thủ Cam Lộ rồi. Bây giờ là các cầu thủ thị xã Quảng Trị, Nguyễn Minh. Anh đã bị phạm lỗi. Vâng, một cái vấp chân bất cẩn của cầu thủ mang áo số 12 Đinh Nhật Nam bên phía đội Cam Lộ, nhưng đã khiến cho cầu thủ số 9 Hoàng Minh của đội thị xã Quảng Trị phải ngã. Và như vậy là đã có một lỗi, một quả đá phạt cho đội thị xã Quảng Trị. Đứng được bóng đang là cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Thế Đức. Như vậy là một quả đá phạt rất có ý đồ của Nguyễn Thế Đức. Anh đá bóng vào góc cao xa của khung thành, nhưng mà quả bóng vừa rồi đi không thật sự chính xác. Vừa rồi là cầu thủ của đội Cam Lộ vừa nhận bóng ở trong khu cấm địa, như vậy là không hợp lệ so với luật của Futsal, luật của bóng đá 5 người. Trong luật bóng đá 5 người thì cầu thủ nhận bóng phải đứng ở ngoài vòng cung khu cấm địa để nhận bóng từ tay của thủ môn thì mới là hợp lệ. Cầu thủ số 11 của Cam Lộ đang có bóng. Không được, như vậy là vừa rồi là một cú chít mũi dài. Một cú chít mũi dài của cầu thủ mang áo số 11 Trần Minh Vũ, đội trưởng bên phía đội Cam Lộ. Nhưng rất tiếc là bóng đi hơi nhẹ. Bây giờ là Minh Vũ đang đá phạt góc, nhưng bóng đi quá cao so với tầm khống chế của cầu thủ mang áo số 5 Trần Đình Hưng. Vừa rồi là một pha phối hợp khá tốt của các cầu thủ Cam Lộ, nhưng mà người dứt điểm cuối cùng đó là cầu thủ mang áo số 1 Trần Minh Vũ, đã đưa bóng đi vọt sang ngang trong sự tiếc nuối của cả ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ dự bị của Cam Lộ. Chúng tôi nhận thấy là toàn bộ các cầu thủ dự bị cũng như ban huấn luyện của Cam Lộ đang đứng cả lên để theo dõi trận đấu này. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một pha hiểu ý, không hiểu ý giữa cầu thủ số 12 và thủ môn mang áo số 1 bên phía đội Cam Lộ. Rất may là Hoàng Minh đã không tận dụng được cơ hội vừa rồi. Bây giờ thì đội Cam Lộ sẽ thực hiện quả đá biên. Đội bóng là cầu thủ mang áo số 9 Thái Thành Nhân. Một quả phạt góc cho Cam Lộ.
Nguy hiểm quá. Vừa rồi là một pha, một pha tấn bóng rất có ý đồ của cầu thủ mang áo số 5 bên phía đội Cam lộ. Nhưng rất tiếc là bóng vừa đập vào sàng ngang. Phải nói vừa rồi là một pha dứt điểm rất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 5 Trần Đình Hưng bên phía đội Cam lộ. Bây giờ thì các cầu thủ Sài Gòn đã cướp được bóng rồi và đang triển khai tấn công. Phong Minh không được, không qua được cầu thủ Trần Minh Vũ. Wow! Như vậy là chúng tôi vừa nhắc đến Trần Minh Vũ. Sau khi cướp được bóng trong chân của Hoàng Minh, Trần Minh Vũ nhận thêm hai nhịp nữa và tung một cú sút căng. Bóng mặc dù đã sượt qua tay của thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Việt Cương của đội Sài Gòn Trị nhưng vẫn đi vào lưới. Có thể nói một bàn thắng rất đẹp của Trần Minh Vũ trong tình huống vừa rồi. Rất tiếc cho đội thị xã Quảng Trị, mặc dù là thủ môn Trần Việt Cương xin lỗi, thủ môn Nguyễn Việt Cương đã phán đoán và sơ tay vào bóng nhưng bóng vẫn đi vào cầu môn. Có thể nói là một cú sút rất căng của các cầu thủ Cam lộ. Xin lỗi các bạn, như vậy là thủ môn của đội thị xã Quảng Trị hiện nay không phải là Nguyễn Việt Cương mà đó là thủ môn Hoàng Tuấn Huy. Thủ môn Nguyễn Việt Cương là thủ môn thứ hai. Đấy, bây giờ thì là thủ môn đang đứng trong khung thành của đội thị xã Quảng Trị, đó là thủ môn Hoàng Tuấn Huy, cũng là một cầu thủ mang áo số 1. Cho nên chúng tôi có những giao lầm. Bây giờ thì Cam lộ đang tấn công. Wow! Một pha phối hợp có thể nói là như trong một buổi đá tập của các cầu thủ Cam lộ. Bóng được phối hợp giữa hai cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 11 Trần Minh Vũ và cầu thủ mang áo số 5 Trần Đình Hưng. Có thể hai cầu thủ họ Trần đã phối hợp với nhau một màn chiến thuật rất tuyệt vời và dẫn đến bàn thắng thứ hai cho đội Cam lộ. Phải nói là vừa rồi một bàn thắng rất đẹp của các cầu thủ đội Cam lộ. Bóng được chuyền đan sen giữa hai cầu thủ số 5 và số 11 để loại toàn bộ hàng phòng ngự của đội thị xã Quảng Trị. Và khi chỉ còn khung thành bỏ trống thì cầu thủ số 11 Trần Minh Vũ đã nhẹ nhàng ghi bàn thắng để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Như vậy là cầu thủ Trần Minh Vũ của đội Cam lộ đã lập một cú đúp cho đến thời điểm này của trận đấu. Rất may là vừa rồi sau cú đỡ bóng của thủ môn bên phía đội thị xã Quảng Trị thì bóng đã đi ra ngoài khung thành. Kể cả thủ môn và cả cầu thủ Trần Minh Vũ cũng không biết là bóng đang đi về đâu trong tình huống vừa rồi. Tỷ số trận đấu hiện nay đang là 2-0, đang tạm nghiêng về đội Cam lộ. Một pha bóng rất nguy hiểm được cầu môn của đội thị xã Quảng Trị. Trong những phút vừa qua thì sau khi ghi hai bàn thắng thì các cầu thủ Cam lộ đang trên đà hưng phấn và tấn công liên tục. Chút vào!
Chúng tôi đang nói đến những pha tấn công liên tục của các cầu thủ Cam Lộ. Thì cầu thủ mang áo số 5, Trần Đình Hưng. Trần Đình Hưng lại ghi bàn thắng, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Như vậy là chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi vừa qua của trận đấu thôi, đội Cam Lộ đã ghi liên tục 3 bàn thắng. Có thể nói là Cam Lộ đang thi đấu rất hưng phấn và đang rất lên chân. Vừa rồi là Trần Đình Vũ chuyền bóng và lại là Trần Đình Hưng. Vâng, một cặp đôi có thể nói là vô cùng nguy hiểm của đội Cam Lộ, đó là Trần Minh Vũ và Trần Đình Hưng, cầu thủ mang áo số 11 và cầu thủ mang áo số 5. Hai cầu thủ này thường xuyên phối hợp với nhau và người này chuyền bóng cho người kia ghi bàn. Như vậy là ở trong bàn thắng thứ hai thì Đình Hưng đã chuyền bóng cho Minh Vũ ghi bàn, và vừa rồi thì Minh Vũ đã chuyền hai đường chuyền để Đình Hưng ghi bàn. Và đó là một sự phối hợp rất ăn ý giữa hai cầu thủ tiền đạo của đội Cam Lộ. Tỷ số của trận đấu được nâng lên 4-0 một cách rất là nhanh chóng. Lại là Minh Vũ bóng vào, lại là một pha kết thúc nửa của Minh Vũ, nhưng bóng vừa rồi đã đi đúng vào sân ngang. Có thể nói là Trần Minh Vũ thi đấu rất trực trạc ở trên hàng công của đội Cam Lộ. Anh thường xuyên đưa ra những pha dứt điểm rất nguy hiểm. Lại là Minh Vũ chút vào. Với lối chơi như thế này thì không có gì có thể ngăn cản các cầu thủ Cam Lộ ghi bàn. Chúng tôi không thấy hàng phòng ngự của các cầu thủ thị xã Quảng Trị đang ở đâu. Các em đá bóng như đang trong mơ ngủ. Và như vậy là vừa rồi thì Trần Minh Vũ đã lập một hat-trick. Như vậy là 5 bàn thắng của đội Cam Lộ đã được ghi bởi hai cầu thủ, đó là Trần Minh Vũ 3 bàn và Trần Đình Hưng 2 bàn. Như vậy là tính cho đến thời điểm này thì đã có 3 cầu thủ lập được hat-trick ở mùa giải năm nay. Đó là các cầu thủ Dương Bá Hải của đội Gio Linh với một cú hat-trick được ghi ngay trong trận khai mạc giải, và ở trận thứ hai trong trận gặp đội Vĩnh Linh thì Dương Bá Hải đã ghi thêm 2 bàn thắng. Và hiện nay cầu thủ này đã có 5 bàn thắng, tạm thời dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở mùa giải năm nay. Cầu thủ thứ hai lập được hat-trick trong mùa giải này đó là cầu thủ Trần Minh Quyến, cầu thủ mang áo số 7 của đội Vĩnh Linh, và cầu thủ mang áo số 11 Trần Minh Vũ của đội Cam Lộ đang thi đấu ở trên sân là người thứ 3 đã lập được hat-trick ở mùa giải năm nay. Quý vị và các bạn đang được theo dõi hiệp 1 trận đấu ở vòng loại bảng A trong khuôn khổ giải bóng đá U11 trên cúp QRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Như vậy là tính cho đến thời điểm này thì đội Cam Lộ đang tạm dẫn trước đội thị xã Quảng Trị với tỷ số là 5-0. Các bàn thắng của đội Cam Lộ được ghi do công của Trần Minh Vũ 3 bàn và cầu thủ Trần Đình Hưng ghi 2 bàn thắng. Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy lối chơi của thị xã Quảng Trị là như thế nào. Như vậy là một pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa của đội thị xã Quảng Trị. Vừa rồi là một pha đi bóng rất nhanh của cầu thủ mang áo số 6 và bắt buộc là các cầu thủ của đội thị xã Quảng Trị phải phạm lỗi để ngăn cản một cơ hội tấn công có thể nói là rất rõ rệt của các cầu thủ Cam Lộ. Bây giờ đứng trước bóng đang là Trần Minh Vũ. Trần Minh Vũ
số 11, đội trưởng của đội Cam Lộ, người đã lập một hat-trick ở trong trận đấu này. Sút không vào. Vừa rồi là một cú đá phạt rất mẫu mực của Trần Minh Vũ. Anh chú ý đá bóng vào góc cao của khung thành và bóng vừa tìm vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Không được, vừa rồi là một đường chuyền của cầu thủ mang áo số 12 Đinh Nhật Nam. Nhưng đường chuyền vừa rồi hơi mạnh so với đà di chuyển của cầu thủ tiền đạo mang áo số 6. Bóng đi hết đường biên dọc và các cầu thủ Cam Lộ sẽ thực hiện quả đá bóng biên. Minh Vũ chuyền bóng cho cầu thủ mang áo số 6. Không được, vừa rồi là một pha dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ mang áo số 6 Thái Thành Công bên phía đội Cam Lộ nhưng đã không thành công. Và đúng vào lúc này thì trọng tài Trần Thanh Hiệp đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội Cam Lộ đang tạm dẫn đội thị trường trị với tỷ số là 5-0. Khi bón u lê cho cây trồng, hiện tượng mất phân đạm ở bề mặt xảy ra. Đạm trong u lê phân hủy nhanh biến thành amoniac, quay hơi cũng mất đạm. Cây trồng chỉ hấp thu được 40-50% lượng đạm bón vào, nông dân phải tốn rất nhiều tiền để mua phân bón. Với đạm vàng đầu châu 46A+, nhờ có hoạt chất agroten bao bọc u lê, ức chế sự mất đạm do quay hơi, nông dân tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm, năng suất cây trồng vẫn cao hơn. Đạm vàng đầu châu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá U1 World Cup QRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Như vậy là ở hiệp 2 trận đấu này thì đội thị xã Quảng Trị trong sắc phục áo màu xanh chuối bên phía tay phải màn hình nhỏ các bạn, và các cầu thủ Cam Lộ trong sắc phục áo màu xanh da trời trong bên phía tay trái màn hình nhỏ của các bạn. Như vậy là sau khi kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ đội Cam Lộ đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ đội thị xã Quảng Trị với tỷ số là 5-0. 5 bàn thắng của đội Cam Lộ được ghi do công của Trần Minh Vũ với một hat-trick ở vào các phút thứ 11, 15 và 17. 2 bàn thắng còn lại của đội Cam Lộ được ghi do công của cầu thủ Trần Đình Hưng ở các phút thứ 14 và 16. Như vậy là chỉ trong ít phút ngắn ngủi thì các cầu thủ đội Cam Lộ đã ghi liên một mạch 5 bàn thắng và đang tạm dẫn các cầu thủ đội thị xã Quảng Trị với tỷ số là 5-0. Giải bóng đá U1 trận cúp QRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016 được sự phối hợp tổ chức của 3 đơn vị, đó là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, thân thiện dành cho các em học sinh đang học ở các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Qua giải đấu này thì chúng ta có thể phát hiện và tuyển chọn được những tài năng bóng đá nhí để thành lập đội tuyển U11 của tỉnh tham gia các giải bóng đá toàn quốc trong thời gian sắp đến. Bây giờ thì các cầu thủ Cam Lộ sẽ thực hiện một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Một pha đánh đầu của cầu thủ Cam Lộ nhưng bóng không đi theo như ý muốn của cầu thủ này. Có thể nói là thế trận ở trong hiệp 1 hoàn toàn nghiêng hẳn về các cầu thủ của Cam Lộ. Các cầu thủ Cam Lộ chơi rất kỹ thuật và phối hợp với nhau có thể nói là rất bài bản. Đặc biệt là hai cầu thủ Trần Minh Vũ mang áo số 11 và cầu thủ mang áo số 5 Trần Đình Hưng. Hai cầu thủ đã ghi 5 bàn thắng trong hiệp 1 của trận đấu này. Thi đấu rất song sáo và rất kỹ thuật cũng như là các pha kết thúc dứt điểm rất tốt. Bây giờ thì các cầu thủ thị xã Quảng Trị đang cầm bóng để tổ chức tấn công. Cầu thủ mang áo số 7. Cầu thủ mang áo số 7 là Nguyễn Quốc Vũ. Nguyễn Quốc Vũ chuyền bóng sang cho cầu thủ mang áo số 4. Đó là Lê Đức Nhật An, nhưng đường chuyền vừa rồi không thật sự chính xác.
Vừa rồi là Minh Vũ. Vẫn là Minh Vũ chuyền bóng cho Đình Hưng, nhưng một đường chuyền không qua được chân của hậu vệ Cam Lộ. Xin lỗi, hậu vệ thị trọng trị. Với một khoảng cách là 5 bàn thì có thể nói là rất khó cho các cầu thủ nhí của thị xã Quảng Trị. Như vậy là vừa rồi trọng tài xác định là cầu thủ của Cam Lộ đã đặt bóng ở trong sân để đá bóng biên. Như vậy là phạm luật và đội thị xã Quảng Trị sẽ được hưởng quả đá bóng biên. Không vào. Như vậy vừa rồi là cú lao vào và chích mũi chân của cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội thị xã Quảng Trị, đó là Lê Đức Nhật An. Nhưng mà rất tiếc là Nhật An đã không vòi được tới bóng. Đá bóng biên cho các cầu thủ Cam Lộ. Giải bóng đá U11 trên cúp QRTV Bình Điền Quảng Trị năm 2016 cũng là môn thi đấu trong khuôn khổ Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Quảng Trị năm 2016. Môn bóng đá nam dành cho các em học sinh bậc tiểu học. Bên cạnh môn bóng đá nam dành cho các em học sinh bậc tiểu học thì các môn bóng đá nữ dành cho học sinh trung học phổ thông 5 người và môn bóng đá nam 7 người dành cho các em học sinh trung học cơ sở là 3 nội dung thi đấu của môn bóng đá tại Hội Khỏe Phù Đồng lần này. Rất nguy hiểm, vừa rồi là một đường chuyền về của cầu thủ mang áo số 10. Nhưng mà rất may là thủ môn của đội thị xã Quảng Trị đã phá được bóng lên. Bây giờ thì các cầu thủ Cam Lộ đang phối hợp với nhau, số 5. Như vậy vừa rồi là Trần Đình Hưng đã chuyền bóng cho Trần Minh Vũ. Nhưng rất tiếc là bóng không đến được chân của Minh Vũ. Bây giờ thì Minh Vũ đang đá biên, dứt điểm, không được. Tiếp tục, như vậy là trận đấu vẫn tiếp tục. Các cầu thủ Cam Lộ cho rằng các cầu thủ thị xã Quảng Trị đã để bóng chạm tay. Nhưng trọng tài thì lại không nghĩ như vậy. Là các cầu thủ Cam Lộ, Minh Vũ chuyền bóng không được, như vậy là bóng vừa chạm vào người của cầu thủ thị xã Quảng Trị đi hết đường biên ngang. Và bây giờ thì đội Cam Lộ sẽ đá quả phạt góc. Không được, như vậy là vừa rồi cầu thủ số 7 Nguyễn Quốc Vũ đã không qua được một cầu thủ của đội Cam Lộ. Bàn thắng không được công nhận bởi vì đó là một pha đá bóng biên. Bóng trực tiếp đi vào cầu môn từ quả đá bóng biên sẽ không được công nhận bàn thắng. Đó là luật của bóng đá 5 người. Rất nguy hiểm, một pha căng ngang phía trước khung thành của đội thị xã Quảng Trị, nhưng rất may là một cầu thủ của thị xã Quảng Trị đã đánh đầu phá bóng. Tiếp tục, bóng lại chạm vào đầu của một cầu thủ thị xã Quảng Trị. Bây giờ sẽ là một pha phạt góc. Bóng đi cắt ngang trước khung thành của đội thị xã Quảng Trị nhưng không có một cái đầu nào của cầu thủ Cam Lộ chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Vừa rồi thì trọng tài xác định là bóng đã chạm tay. Bóng đã chạm tay một cầu thủ của Cam Lộ. Quyền đá bóng biên thuộc về các cầu thủ thị xã Quảng Trị ở bên phía cánh phải. Như vậy là một lần nữa thì cầu thủ thị xã Quảng Trị lại đặt bóng ở trong sân để thực hiện quả đá bóng biên.
Như vậy là các cầu thủ nhí của chúng ta liên tục mắc phải những lỗi rất sơ đẳng, đó là vị trí đặt bóng trong quả đá bóng biên. Như vậy là khi thực hiện quả đá bóng biên thì các cầu thủ phải đặt bóng ở trên vạch vôi hoặc là ở phía ngoài sân, không được phép đặt bóng ở trong sân để thực hiện quả đá bóng biên. Thế trận vẫn đang nghiêng hẳn về các cầu thủ Cam Lộ và các cầu thủ thị xã Quảng Trị có vẻ như vẫn chưa định hình được lối chơi của mình trong trận đấu này như thế nào. Số 7 không vào. Vâng, có thể nói là rất không may mắn cho các cầu thủ thị xã Quảng Trị. Vừa rồi là một tình huống có thể nói là chắc ăn đến 10-10, nhưng cầu thủ mang áo số 7 của thị xã Quảng Trị đó là cầu thủ Nguyễn Quốc Vũ đã đưa bóng đúng vào cột dọc. Đã có một pha phạm lỗi rồi. Một pha phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 3 bên phía thị xã Quảng Trị đối với cầu thủ Trần Minh Vũ mang áo số 11 của Cam Lộ. Điểm phạm lỗi gần sát với cột cờ góc. Bóng đi hết đường bên ngang. Người đưa bóng đã chạm vào người của cầu thủ mang áo số 5 Trần Đình Hưng. Như vậy là ở mùa giải năm nay thì bên cạnh việc trao phần thưởng cúp và cờ cho các đội đoạt giải vô địch, phần thưởng và cờ cho đội đoạt giải nhì, hai đội đồng hạng ba, thì ban tổ chức sẽ trao các giải cá nhân cho các cầu thủ đạt các giải như là cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và đặc biệt là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Không vào. Vừa rồi thì thủ môn của đội thị xã Quảng Trị đã chơi xuất sắc. Anh lao ra và dùng tay cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Trần Minh Vũ. Hiện nay dẫn đầu, bóng vừa tìm đến cột dọc của đội thị xã Quảng Trị. Vẫn là các cầu thủ thị xã Quảng Trị, cầu thủ mang áo số 7 vừa dứt điểm, đó là cầu thủ mang áo số 7 của đội Cam Lộ vừa dứt điểm, đó là Nguyễn Phú Bảo. Không được. Như vậy là pha phản công của thị xã Quảng Trị vừa rồi đã bị bẻ gãy ngay ở phía trước khu vực 1. Đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở mùa giải năm nay, đó là cầu thủ Dương Bá Hải, cầu thủ mặc áo số 11 của đội Gia Linh. Cầu thủ đã có 3 bàn thắng, đó là có 2 cầu thủ Trần Minh Quyến của Vĩnh Linh, cầu thủ mặc áo số 7, và cầu thủ mặc áo số 7. Xin lỗi các bạn, như vậy là cầu thủ mặc áo số 11 Trần Minh Vũ của đội Cam Lộ cũng đã có được 3 bàn thắng. 3 bàn thắng được Trần Minh Vũ ghi trong trận đấu này. Bây giờ thì như vậy là vừa rồi là một pha chuyền bóng cắt ngang cầu môn của các cầu thủ Cam Lộ, nhưng rất tiếc là không có một cầu thủ nào băng vào trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là một quả đá bóng biên cho các cầu thủ thị xã Quảng Trị. Đây là các cầu thủ Cam Lộ cầm bóng rất hay. Vừa rồi là một pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7. Anh quyết định không chuyền bóng cho đồng đội mà trực tiếp dứt điểm, đó là Nguyễn Phú Bảo. Có thể nói là các cầu thủ Cam Lộ chơi rất chững chạc và lần lượt hơn hẳn so với các cầu thủ thị xã Quảng Trị trong trận đấu này. Dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 6 của trận đấu và là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ Trần Minh Vũ. Vâng. Như vậy là Trần Minh Vũ đã ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu này.
Như vậy là tỷ số của trận đấu cho đến thời điểm này đang là 6-0, tạm nghiêng về các cầu thủ Cam Lộ. Và trong 6 bàn thắng được ghi của đội Cam Lộ thì Trần Minh Vũ đã đóng góp 4 bàn. Trần Minh Vũ, cầu thủ mang áo số 11, đang là đội trưởng trên sân của đội Cam Lộ. Với 4 bàn thắng thì Trần Minh Vũ xứng đáng là một đội trưởng. Bên cạnh các nội dung bóng đá dành cho bóng đá 5 người dành cho các em học sinh tiểu học thì môn bóng đá nữ 5 người dành cho các em học sinh trung học phổ thông và môn bóng đá 7 người dành cho các em học sinh nam trung học cơ sở cũng đang diễn ra tại các sân cỏ trên địa bàn thành phố Đông Hà. Pha phối hợp của các cầu thủ thì ông Trị, nhưng rất tiếc là cầu thủ mang áo số 4 của thị xã Quảng Trị, đó là Lê Đức Nhật An, đã không thể theo kịp trong tình huống vừa rồi. Bên cạnh môn bóng đá thì các em học sinh về tham dự hội khỏe vận động tỉnh Quảng Trị năm 2016 còn thi đấu ở các môn khác như là môn điền kinh, đá cầu, bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, bơi lội và môn bóng chuyền. Bây giờ thì các cầu thủ Cam Lộ sẽ đá quả bóng biên. Vẫn đang là các cầu thủ Cam Lộ. Chuyền bóng cho Minh Vũ. Minh Vũ vừa kết thúc nhưng bóng lại chạm vào chân của các cầu thủ thị xã Quảng Trị. Vừa rồi là cầu thủ mang áo số 12 của đội Cam Lộ, Đinh Nhật Nam, đã khống chế hụt một quả bóng và gây ra một tiếng còi ô cho khán giả đang dự khán ở trên sân. Vẫn là các cầu thủ thị xã Quảng Trị. Cơ hội không được. Như vậy là cầu thủ mang áo số 7 của thị xã Quảng Trị, Nguyễn Quốc Vũ, có một hình thể hơi nhỏ cho nên không thể vượt qua được hàng phòng ngự cũng như là thủ môn khá là to cao của các cầu thủ thị xã, chiến lược các cầu thủ Cam Lộ. Chúng tôi nhận thấy là về hình thể thì các cầu thủ Cam Lộ có vẻ vượt trội hơn, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 12. Cầu thủ mang áo số 12 đang chơi ở vị trí hậu vệ của đội Cam Lộ, có một thi thể rất lý tưởng, cao hơn hẳn cầu thủ tiền đạo của Cam Lộ hơn hẳn một cái đầu. Như vậy là trọng tài xác định là đã quá 4 giây đối với đội thị xã Quảng Trị trong quả đá bóng biên vừa rồi. Sẽ có một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Cam Lộ. Người vừa thực hiện quả đá phạt góc là Minh Vũ. Bây giờ thì thị xã Quảng Trị tấn công không được, như vậy là vẫn không qua được cầu thủ mang áo số 12. Pha phối hợp của các cầu thủ Cam Lộ rất hay, rất tiếc vừa rồi có thể nói là cầu thủ mang áo số 7 của Cam Lộ đá bóng ra ngoài còn khó hơn đá bóng vào trong cầu môn, bỏ lỡ một cơ hội có thể nói là ghi bàn thắng đến 10-10. Anh này đưa bóng đi chật cung thành. Pha dứt điểm vừa rồi làm cho tôi liên tưởng lại pha dứt điểm Hồng Anh của Diego trong trận đấu ngày hôm qua, trong giải vô địch quốc gia Italia. Vừa rồi lại là cầu thủ số 7 của đội Cam Lộ, Nguyễn Phú Bảo, vừa chạm bóng. Vẫn là các cầu thủ Cam Lộ. Phú Bảo chuyền bóng cho vào. Như vậy là sau khi bóng đập vào tay của thủ môn thì tưởng rằng bóng sẽ dừng lại, nhưng mà bóng vẫn cứ từ từ lăn vào lưới. Và bàn thắng thứ 7 cho các cầu thủ Cam Lộ được ghi bởi cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Đình Khánh. Như vậy là tỷ số trận đấu được nâng lên 7-0.
Và cầu thủ ghi bàn vừa rồi đó là cầu thủ Nguyễn Đình Khến, cầu thủ mặc áo số 4. Sút xa của Nguyễn Đình Khánh, cầu thủ vừa ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 7-0. Như vậy là kể từ đầu giải cho đến bây giờ thì trận đấu này là trận đấu có tỷ số cao nhất với 7 bàn thắng được ghi cho đội Cam Lộ. Và đúng vào lúc này thì trọng tài Trần Tân Hiệp đã nói coi kết thúc trận đấu, đội Cam Lộ cho chiến thắng 7-0 trước đội thị xã Quảng Trị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tương tác tiếp theo. Khi bón ure cho cây trồng, hiện tượng mất phân đạm ở bề mặt xảy ra, đạm trong ure phân hủy nhanh biến thành amoniac, quay hơi mất đạm, cây trồng chỉ hấp thu được 40-50% lượng đạm bón vào, nông dân phải tốn rất nhiều tiền để mua phân bón. Với đạm vàng đầu châu 46A+, nhờ có hoạt chất agroten bao bọc ure, ức chế sự mất đạm do quay hơi, nông dân tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm, năng suất cây trồng vẫn cao hơn. Đạm vàng Đồng Châu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn.